Dạ con xin chào tất cả quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay con cũng đến một cái địa điểm giao lưu mới của chú. Đây là xã Tân Dương của huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay thì ghé vườn của anh Cổ ha. Ảnh có một số cây bông giấy ha, với lại cốc. Rồi cái phô giấy Mỹ đó của chú để giao lưu cùng quý cô chú. Thì vườn anh làm một số cái bông giấy rất là đẹp nè, giấy bonsai ha. Giấy bonsai riêng luôn nè. Nuôi lâu năm tay cành. Thì trong clip hôm nay cũng có giới thiệu một số cây để cho mình tham khảo lựa chọn. Ảnh có sứ, có sam hương, cũng khá nhiều cây của chú. Đây hôm nay thì giới thiệu cốc với bốn cây giấy thành phẩm. Rồi con mời quý chú cùng gặp lại chị để giao lưu ha. Dạ em chào chị ha. Chào anh Khánh. Chào tất cả cô chú anh chị của kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Em là Thảo, hiện tại em đang ở Tân Dương. Hôm nay em lên, em có một số cây như là bông giấy, rồi cốc với phô giấy Mỹ. Mong tất cả các anh cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho em ha. Dạ. Số điện thoại của chị. Số điện thoại của em là 0939927993. Dạ. Là số đó em xài Facebook và Zalo. Rồi, hôm nay bông giấy chị ha. Dạ. Giấy thành phẩm. Dạ. Mã số 1. Rồi dạ. Chị quay giúp em vòng chị Thảo ha. Em lên cho cô chú anh chị hôm nay là cây bông giấy thành phẩm ha, mã dạ. Số 1. Số 1, một cây hoa giấy thành phẩm. Cái này mình nuôi chắc cũng lâu chị ha. Dạ lâu rồi anh. Rồi. Dạ. Hoa bây giấy. Giờ em đo thông số của cây cho cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Dạ. Chiều cao của cây là 64 ha. Cái này rất là đẹp chú. Hai chậu dạ. Chơi rất là đẹp. Tán ngang là 64 luôn nha. Trời. Tán rộng là 64, chiều dạ. Cao là 64. Em đo quanh thân là 32 ha. Dạ. Rồi, cái củ to to này được nhiêu đây chị dạ. Ơi? Dạ là 67. Dạ. Dạ. Cây thì liền lạc chị ha, nuôi dạ. Lâu tay cành lớn. Dạ. Rồi quay dạ. Quay giúp em đi chị, quay tròn tròn giúp em. Tàn rất là mịn nha quý cô chú. Dạ, cô chú anh chị nào vừa ý gọi em số điện thoại ha, 093 dạ. 992793 ha. Rồi, cây này mình giao lưu giá như đây dạ, chị. Dạ, cây đầu tiên em lên cho cô chú anh chị ở đây có giá là 5,2 triệu ha, em bao ship. Ship toàn quốc luôn chị dạ, đúng Thảo rồi, ha. Ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ. Vừa ý thì liên hệ với em qua số điện thoại. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ, clip đầu tiên mới lên nha chú. Có gì sơ sức thì mong quý chú thông cảm cho chị ha. Rồi, mã số 2. Rồi, tiếp theo là em lên mã số 2 cho cô chú anh chị luôn ha. Hiện tại của em đây là cẩm thạch với lại dây Mỹ. Dạ. Dạ. Cây này là cây số 2 ha. Quay giúp em luôn chị. Dạ. Vừa cẩm thạch vừa cây rin ha. Mình dạ, vừa ghép cẩm thạch luôn. Rồi. Đây, tàn thì cũng rất là mịn nha cô chú. Dạ. Rồi. Rồi, cây số 2 này em đo luôn cho cô chú anh chị biết ha. Dạ. Cao là 62 ha. Tán ngang là 65. Dạ. Rồi, hoành thân. Dạ, hoành thân là 34 ha. Rồi. Dạ, hoành đế là 64. 64. Dạ. Chị cây. quay giúp em vòng nữa ha. Cây này là cây số 2 ha cô chú anh chị. Mình quay nhanh một tí xíu nữa chị. Dạ. Dạ rồi. Rồi, mã số 2. Dạ. Cây này giá sao đây chị ơi? Mã số 2 này là em lên 1,550,000 ha. Cây này là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. 1,550,000. Dạ. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Cô chú anh chị nè, vừa ý gọi cho em số là 093 ha, 992793. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp theo là em lên cây cây giấy số 3 ha. Dạ, cây này dáng rất là độc đáo nè. Dạ đúng rồi. Rất là đẹp. Theo như anh Cổ chia sẻ thì cây này mình nuôi cũng là 4-5 năm gì đó. Dạ đúng rồi anh. Tay chi nữa nè, tay cành lớn. Rất là đẹp. Tay cành già, tay cành ha. Dạ. Lắc rất là đẹp. Rồi em đo thông số của chú anh chị ha. Cây này là cao 68 nha. Dạ. Hoành là 58 ha. Chiều ngang là 58 chị dạ, ha. Dạ đúng rồi. Chị đo chưa hết tới phía đây nữa. Em mình đo hết tàn qua đây luôn chị. Qua đây à, luôn. Tới đâu ha? Qua đây. Từ đây luôn ha. Đúng rồi. Tổng tàn đó. Dạ.
ba tầng. Tổng tàng là 98 ha, 99 ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Rồi, đó giúp em luôn cái hoành thân. Dạ, hoành thân là 37 ha. 37. Rồi, hoành cổ luôn. Dạ, hoành cũ là 65. Rồi, 65 anh ha, dạ. Chị ha. Dạ. Rồi, tiếp tục quay giúp em. Dạ. Cây này là cây số 3 nha cô chú anh chị. Rồi, cây cũ nó rất là đặc biệt nha chú, nó đặc to luôn ha. Cuộn vậy nè. Rồi, cây này giá sao đây? Cây số 3 này là em lên 4.700.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Vừa ý thì gọi cho em ha, 093 992 7993 nha. Dạ, rồi, đổi giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Dạ, tiếp nữa là em lên một cây, cây này là cây số 4 ha cô chú anh chị. Này cũng là phôi giấy Mỹ luôn, cây nguyên thủy. Dạ, mã số 4. Dạ, mã số 4. Được sửa rất là công phu chú ơi, sửa rất dạ. Là nét ha. Coi những cái đoạn mà cắt mà nó kéo rồi. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi. Rồi. Dạ. Cây này chiều cao là 44 ha. Tổng tàng là như đây. Tổng tàng là 82 ha. Dạ. Tổng tàng là 82. Cây rất là già cây heo chú. Ở trên đây ha. Mình cứ đo chính xác báo giúp em được. Quỳnh thân 31 ha. Rồi. Quỳnh cũ là 59. Rồi. Cây này là cây số 4 ha cô chú anh chị. Phô giấy Mỹ nguyên thủy nha. Rồi quay cho chị, rồi báo giá giúp em luôn. Rồi, cây số 4 này là em lên 3.700.000 ha. Em bao sống, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Cây này 3.700.000. 3.700.000 chị ha. Dạ đúng rồi. Dán 33 rất là đẹp cô chú. Rất là đẹp. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, tiếp theo là em lên phôi giấy nha, phôi giấy Mỹ. Tiếp theo là em lên cây phôi giấy Mỹ ha, mã số 5. Dạ. Yeah. Số 5 một phôi ha. Dạ đúng phôi rồi cây. Mình đo chiều cao giúp em với cái hoành thân được ạ. Dạ. Cây này là cao 53 ha. Rồi. Dạ, hoành thân là 22 ha. Rồi. Cao 53, hoành thân là 22. Cây mã số 5 này là em lên 2.500.000. Ủa, 250.000. Quay, em quay, bao chị. Quay giúp em dòng. Em mà. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Rồi mình vừa nói vừa quay giúp em ha. Dạ rồi. Giờ cô chú thấy rõ cái cây. Rồi tiếp tục rồi. Đổi giúp em luôn. Mã số 5, số 6. Mã số 6. Rồi em lên cây phôi giấy Mỹ. Số 6. Dạ. Cây này là cao 53 luôn hết cô chú anh chị. Hoành thân là 26 ha. Dạ. Dạ. Cây này là cây số 6. Em đi cây này với giá là 250.000 luôn. Em bao ship bao sống toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục mã số 7. Rồi, em lên cây số 7. Cây số 7 này là cao 49 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 33. Rồi, quay đi chị. Hoành thân là 33. Cây này em đi với giá là 200.000 ha. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. 200. Anh này xuống giùm em cái nảnh này. Rồi, đổi luôn. Rồi, tới cây số 8. Rồi. Cây số 8 này là cao 52 ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Hoành thân là 30 nha. Hoành thân là 29. Rồi, quay đi. Cây này em đi với giá là 250.000 ha. Cây này em đi với giá là 250.000, em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Vừa ý. Vừa ý thì gọi cho em ha. 0939927993 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 9. Dạ, em tiếp theo là mã số 9 ha. Dạ. Cao của cây là 80 nha cô chú anh chị. Hoành thân là 19 ha.
Em đi cây này với giá 350.000, em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Vừa ý thì kết bạn Zalo của em hoặc là gọi qua cho em số 0939927993 nha cô chú anh chị. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Cây số 10. Em lên cũng là phôi giấy Mỹ luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây cao là 66 ha. Hoành thân của cây là 26 nha cô chú anh chị. Cây này em đi là 450k ha. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ. Vừa ý thì kết bạn Zalo với em 0939927993 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi giúp em luôn. Mã số 11. Rồi, em lên tiếp cây phôi giấy Mỹ mã số 11 nha cô chú anh chị. Dạ, cây này là cao 52 ha. Hoành thân là 35. Rồi. Cây này em đi với giá là 400k. Em bao sống bao ship toàn quốc cho anh chị. Vừa ý thì liên hệ với em qua số điện thoại 0939927993. Rồi, đổi luôn giúp em. Rồi, cây số 12. Cây số 12 là cao 83 nha cô chú anh chị. Hoành thân của cây là 25 ha. Dạ. Thân của cây là 25, giá 550k ha. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Giờ ý kết bạn Zalo với em 0939927993 ha. Em gửi thêm mẫu cho cô chú anh chị tham khảo ha. Em lên tiếp theo là cây số 13, cũng là phôi giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cao của cây là 70 nha cô chú anh chị ơi. Hoành thân của cây là 116 ha. Hoành thân của cây là 116. Em đi với cây Hoành thân đo lộn thước rồi chưa? Hoành thân em lộn. 35. 35. Rồi. Cây này em đi với giá là 750k, em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Dạ, 750. Dạ, 750. Em rồi, bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi. Tiếp theo em lên cây số 14. Hàng của em là bao sống bao ship nha. Cao 62 ha. Hoành thân là 24. Cây này em đi là 450 ha. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, xuống. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Em lên một cây giấy Mỹ nữa nha cô chú anh chị. Mã số 15. Rồi, cây này có bộ cũ khá độc đáo nha chú. Quái. Cao 89 nha cô chú anh chị. Chơi phong cao cũng được, mình cắt bộ sai lùng cũng được ha. Hoành cũ là 35, hoành thân. Hoành thân là 35 nha. Cây này em đi là 450 nha cô chú anh chị, cây quái nha. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, đổi cho em luôn. Tiếp theo là em lên phôi cốc Thái nha cô chú anh chị ơi. Mã 16. Rồi. Mã số 16, cao 52 nha cô chú anh chị. Hoành thân cây là 20 ha. Cây này em đi với giá là 250k, em cũng bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Dạ rồi. Rồi. Cốc Thái, rất rồi. Là dễ có trái. Cốc Thái, mã số 17. Rồi, tiếp theo là em lên phôi cốc Thái, mã số 17 cho cô chú anh chị nha. Cây này em cũng đi là 250 luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 61 ha. Hoành thân của cây là 20 nha cô chú anh chị. Em đi với giá là 250 ha. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Cây này về là mau ra trái lắm nha cô chú anh chị ơi. Xuống. Rồi, đổi giúp em luôn. Mã 18. Rồi, tiếp theo là cây mã số 18 nha cô chú anh chị ơi. Cũng là phôi cốc Thái luôn ạ. À. Dạ, cây cao là 71 nha cô chú anh chị. Hoành thân cây là 23. Rồi. Em đi cây này với giá là 250k luôn. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Cây này về không bao lâu là ra trái rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào vừa ý thì kết bạn Zalo với em 0939927993 nha. Em lên thêm một cây nữa là mã số 19, cao của cây là 57 ha cô chú anh chị. Hoành thân cây là 20 nha. Hoành thân chị đo lúc chơi luôn ha, mình đo thứ dưới này chị, sát sát dưới. Dưới ha. À, đó. Dạ rồi. Là 27 nha cô chú anh chị. Dạ, 27. Hoành thân cây là 27 ha. Cây dáng trực cô chú ha. Dạ. Em đi cây này là 280k ha. Em cũng bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Em lên cây này. Cây này cao 63 ha, cây mã số 20. Cây này là cao 63.
Rồi. Quanh thân này. Quanh thân của cây là 29 nha cô chú anh chị. Cây này em cũng đi với giá 250k luôn. Bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi xuống. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số dạ, mã số 21. Rồi. Từ đây ha. Mình kiếm gì mình chim chim lên cũng được chị. Rồi. Rồi, 21. Dạ, cây cao là 91 nha cô chú anh chị. Hoành của cây là 51 ha. Dạ. Cây này em đi giá 950k nha. 950k em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha cô chú anh chị ơi. 950k ha. Cây này rất là khủng, ra trái cực kỳ luôn nha. Xuống. Rồi, đổi giúp em luôn. Mã số 22. Rồi, em lên cây số 22 cho cô chú anh chị nha. Cũng là phôi cốc thái luôn nha. Cây cao là 79 ha. Dạ. Hoành thân là 42. Cây này em đi với giá là 750 nha. 750 em cũng bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi. Cô chú anh chị vừa ý kết bạn Zalo cho em, gọi số 0939927993 số điện thoại của em nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục. Một cây nữa. Mã số 23. Dạ. Thêm một cây. Cao là 103 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành của nó là 41 ha. Cây này em đi với giá là 700 ngàn nha cô chú anh chị ơi. 700 em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Vừa ý thì inbox cho em ha, hoặc gọi em 0939927993 nha. Rồi, đổi giúp em luôn. Mã số 24. Rồi. Cây này có cái cành trên nó lắc cũng đẹp luôn chú ạ. Cây cao 97 nha cô chú anh chị ơi. Hoành của cây là 36 ha. Cây này em đi là 650. Rồi, 650k. 650k, em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Phôi cốc thái này mau ra trái lắm nha cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống luôn. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, em lên cây mã số 25 ha. Mã số 25 phôi cốc thái, cao là 67. Hoành cây là 39 ha cô chú anh chị. Cây này em đi là 550 nha. 550 em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ. 550. 550. Rồi. Vừa ý là gọi cho em liền nha. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, mã số 26. 26, cây này em đi với giá là 600k nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 52 nha. Cây là 47 ha cô chú anh chị ơi. Hoành cây, hoành thân là 47. Cây này em đi với giá là 600 ngàn nha. 600k, bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi. Rồi, đổi giúp em luôn. Đổi luôn. Dạ. Tiếp theo là em đi cây mã số 27 ha cô chú anh chị ơi. Cây cao là 61 nha cô chú anh chị. Hoành cây là 49 ha. Em đi cây này với giá là 700 nha cô chú anh chị ơi. Em đi cây này với giá là 700 phôi cốc thái. Vừa ý gọi cho em 0939927993 nha cô chú anh chị. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Em lên cây này nữa. Cao là 75 nha cô chú anh chị ơi. Nguyên một lô cốc luôn ha. Dạ. Đầy đủ lớn nhỏ. Hoành là 34 nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Quay đây, quay giúp em luôn. Dạ, cây này là với giá là 400 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 28, cây này 400 nha. Giờ ý gọi cho em 0939927993 nha. 400. Rồi. Em lên cây số 29 nha cô chú anh chị ơi. Cây 29 này là cao 89 ha cô chú anh chị. Hoành của cây là 43 nha cô chú anh chị ơi. Dạ, quay quay đi chị. Hoành cây này là 43 ha. Cây này là em đi mã số 29 em đi 500 nha cô chú anh chị ơi. 500k ha, em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, rồi. Rồi, em lên cây này là cây cuối cùng luôn nha cô chú anh chị ơi. Mã cuối clip luôn. Cuối clip luôn. Cây này là cao 55 nha cô chú anh chị. Hoành thân của cây là 38 ha. Dạ. Dạ, cây này em đi với giá là 400 ha. 400k em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Giờ ý thì gọi cho em là số 0939927993. Em cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ em nha. Rồi, hẹn gặp lại những clip tiếp theo chị ha. Rồi. Rồi, chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại.